Lại đi. Hả? Dạ, dạ. Đi. Đi kìa dạ. Ai vậy? Hello mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với channel mình, là Nguyễn Hải đây. Hôm nay mình đến tôi sẽ căng 4 đứa luôn. Mấy bạn biết tại gì không? Đây là cái đôi Bluetooth. Còn đây là cái điện thoại. Mình sẽ kết nối điện thoại với Bluetooth này và mình sẽ mở tiếng địch cho mọi người. Cái tiếng mà đánh gắm á, mình sẽ rủ mấy đứa đi chợ xong rồi làm ẩm thực này kia rồi đi về được hoặc đang làm á, mình sẽ mở lên cái bộ mở điện thoại cho tiếng nghe được cái tụt. Rồi phải nói ra sao bạn nhỉ? Bây giờ mình đã kết nối Bluetooth bạn, bây giờ sẽ để đi túi nha. Mình sẽ điện cho nó ra để mà làm ẩm thực và sau đó mình sẽ làm cái trò tròn cho mọi người xem nha. Một tiếng. Ok mọi người, đã đủ mặt cho nha. Đi sân nè. Mày hả Bử, đây là bạn Văn, bạn Nghĩa, bạn Huy. Bạn ơi, các bạn đặt tên này bé nào không nè, bé nào của bạn nè. Đây khỏe rồi, đi theo được rồi các bạn. Bây giờ nè, ê, bây giờ đi ra chợ mua cốc lắc, giờ làm cốc lắc ăn. Đi không? Đi. Đi nè. Ấm đi. Bà nội kêu Nghĩa ấm mày kìa. Ấm đi. Ấm đi Nghĩa. Ấm cho nổi. Đặt nướng đi. Ấm mày ấm không? Tướng vậy chưa ẩm. Trời ơi. Ẩm nắp. Chữ. Ai dạ. Và tôi vậy sống. Đi ra ngoài chợ mua ẩm thực nha mọi người. Lại đi. Dạ. Dạ. Được chứ. Chứ kì dạ. Ai vậy? Biết. Dạ. Đừng. Sao biết vậy? Đổi mặt cái gì? Đổi mặt cái gì? Trời ơi, kìa trời. Trời ơi, là trời. Trời ơi. Má, cái gà 4.0 còn chơi là du lịch giống lô lít nữa. Chắc mày chắc dần quá. Đó. Má địch quả chợ. Chợ. Đó rồi. Mày ra đó luôn đi, tao cũng má tới giờ quay rồi địch hoài luôn á. Ai là đây? Chờ đó nữa ngay. Má rất trâu địch hoài chợ. Ở hỏi gì? Con cóc đi. Cóc có bán ký nhiều à? Bán chim chôm đi. Đó cả. Má. Có gì? Người ta có làm đâu. Má là lỗ đất đỏ chứ trời, địch tới ghê trời. Thôi mày. Nè, nè. Táo luôn đi. Táo luôn hả? Nhãn nè, nhãn lắc. Rồi. Đây đủ ra ra về già đủ má thái quần gác đi nha. Địch hoài luôn á. Mẹ coi này cỡ rồi á. Ừ. Mà đổi đến nào để ăn ba món tôm như vậy. Mày đâu Huy? Gì? Mày với ai? Tào lao. Muối không bà. Lát còn mua tôm khô đi. Đi sừng quá. Quá. Nè nè mặt mỏi chát rồi. Em đi rồi. Nắng được cái cực không? Để ổi, để cốc đi, để cho dễ căng đi, dễ thăng. Wow, ủi trời. Rồi ai tự khai cái gì sống giờ địch liên khúc quá vậy trời. Địch kiếm mét hay gì á. Mua hàng của ta đó, địch túi túi. Đây, này mình cần cái gì ta, tôm khô phải không? Nắm đi. Cốc lắc. Tép khô. Nhậu này má cháy rồi. Nhậu nữa. Nó chờ ra nhậu. Đủ. Bà già. Má. Tao sợ luôn. Quả luôn. Thôi cái bầu không khí của người ta luôn. Gì nữa không ơi. Rồi từ đây tới cái xe trái cây mới từ đây chiều khỏi bán luôn nè. Rồi rồi vô rồi vô rồi vô. Đã định lát rồi vô luôn. Mắt nắc dữ dằn bốn cọc. Này cái chắc con dằn quá. Bốn xỉu ngang. Cà gùi bu cho mình đó gà, cà gà đó. Mày mới nghe tiếng gì nữa không? Cà gùi bu nó kìa.
hai quần cái giấy quá mày chứ địch địch văn sát quá địch mà không biết ngừng nghỉ địch tủ quá này cái lỗi nít đỡ bằng cái bô một mấy nào nghe thiệt nghe đừng ghém nha bay cái này vậy cái quần nó gội đóng cái gan vô ông vậy đi đâu vậy bà cứu nội cha má tôi gọi đây luôn tôi nghĩ vô rồi địch hoài á chưa nói ôi một cái ba cái nhã rồi đấy ba mà cái khô với lại gì nữa bay thành tha nữa điên trời ơi trời trời khỏi chạy má ẩu luôn á anh nghĩa hả khỏi chạy ủ má một quần luôn lấy ra má địch địch chứ ghê trời nào thế giờ đang bà nội cha sắc mắm vậy bà lội địch phía muốn văn sát của mày á nàng lá chắc quần nào ra có cái sườn ca linh chổng là nó đó trà ông má đứa nào địch lên xem cứu đi kìa địch hoài luôn á trời ơi là trời cái gì á thôi ông nội ông nội mua khoai lang nữa trời khoai lang ăn mẹ mày tao ăn không sát à mua ăn khoai lang đó trời ơi là trời nữa kìa quá cái này tan đàn sẽ ngé chân luôn nè đi lên chặt cái vườn á rồi chặt vườn chạ tay khoai lang cái gì mời mọi người nha rồi chặt mũi luôn á trời vừa thấy ăn rồi quên để cùng chào cô nha vườn à 17 ngày trời ơi là trời vô đi vô luôn đi vô luôn quà nổi vậy nè ba cái gì vậy anh ơi bọc lũng rồi kìa á à, biết có gì không mà gửi bù rồi dạ bỏ tắt cái đó bỏ lại à má ra anh em không mà khai thiệt đi nào địch nãy bà gọi mẹ mà địch chân xác cái gì em rồi mình sẽ tranh thủ làm cốc lắc với lại chung với ba cái táo lắc thôi mọi người ý thao được không sao nào lắc rồi không đưa cho ông giọng luôn á lấy cái bô á ông ấy vô chổng lấy cái thao đồ á cốc mình nhiều lắm mà chào nè cái này gửi gì nè táo này chạy bị ngăn nè rồi là chào hãy làm đi ớ làm địch rồi địch mẹ khai đi địch danh sát luôn có đâu anh á ê đây không anh nghe là chết làm mày lẹ chảy ơi địch hoài là cứ làm hoài vô địch vô cái mọi cái quay hoạt động với nhau luôn thôi địch cũng no nữa ok mọi người xong rồi chúng ta trẻ rồi nha trẻ không mà đi trẻ đi trời nào tạ đua xe bóp càng tò tí te sẽ anh phóng đi đâu đấy. Chết mẹ rồi chết cha ấy hồi nãy cho trẻ kêu kia kìa mà trẻ đi ngu hả mày gồ hoài cố đi hoài đúng chưa ông nội này ông ỉa hay gì á không có người ta mẹ cái lắm đi sao người ta đang làm em chui bây giờ là cái đủng rồi bởi vì đỡ em văn sân cái tao địch rồi không nói sao không em tránh tâm lý em bị nhạc mũi còn hử được á xong rồi bạn ơi rồi anh ơi ok rồi mày đã chuẩn bị hết rồi nè ớt với lại đường với lại mày khai à sợ mày à 1, 2, 3 được quá hết cãi rồi hết cãi rồi đúng rồi cô ông mới đánh tải rồi đánh tóc đẹp xéo bụng bây giờ bay mở hàng trước nè hết cãi rồi thật là nó guốc tép khô tép khô guốc kìa trên cái đó trên cái bàn guốc bự hơn rồi được rồi ngọt quá vì tiểu đường á cái đường tiểu vô nhà tiểu tiểu đường không được bị tiểu đường vô chữ nhà rồi
Lắc này cho đều cái. Nước mắm kìa, nước mắm. Ở đây mình ăn mắm có linh không nha mọi người, chứ mình không ăn nước mắm kia nữa. Má có linh nữa rồi. Nấu tại nhà. Rồi khoai luộc chín chưa? Khoai luộc chín chưa? Tối ăn. Rồi. Rồi. Khoai thử mình luôn. Tối vô mùng địch đã dữ à. Đây xong mọi người ơi. Đây. Thành phẩm mình nãy giờ mình đợi cho nó thấm khoảng 20 phút thôi. Ướt không? Ướt không? À, tao được tao ướt. Ướt cái nhẹp ở đây. Ăn đi, review đi. Review. Review nha mọi người. Review hay review? Vô review nha. Review hay review? Review. Nào mọi người nha. Chờ, gì vậy? Gì vậy? Cộng cộng chỉ. Nhà là vuốt. Ê, chết mẹ, trời ơi trời. Đi ngon. Chết mẹ, tội nghiệp nhỏ. Mời mọi người nha. Mời nhà nha. Ngon. Trời ơi, chua. Cái cay. Chua chua một ngọt. Tịch với không khí, bộ không khí nó rồi luôn. Tao là đâu. Thư nghe quen quen thôi. Chào mừng các bạn. Còn gì bằng thứ này? Cay không? Quay luôn. Táo nè. Mời bạn nha. Gì vậy trời? Ủa? Cái mặt nè. Ra nữa. Khỏi chơi. Khỏi chơi. Cái mệt luôn. Nói nè kệ đó. Tịch chân lông bụng của mày luôn. Gì? Để bụng đông nổi. Trời ơi. Cay quá. Nghiếm nè. Rồi ông gì trời. Nè. Làm gì quỷ già em đưa. Ngon quá. Bỏ ra. Quả cố bị hoài chứ thằng ước. Nghỉ dài luôn đi. Nè cái mặt nè. Mặt nè. Ăn đúng không? Đây. Chuyện quên là coi quay. Sao? Thôi. Đúng ý sao? Điếc tai. Tao là đâu? Hối hận. Gọi vô hết trơn rồi. Để ăn ngon lành nha. Mời mọi người nha. Cháu mày mình nói luôn. Ngon kỳ quá. Má, bắt hết. Dạ. Má nó gì vậy? Cái gì vậy? Má lừa tuốt. Gì ra. Bỏ anh ơi, bỏ. Ồ luôn má, mẹ tao nó trâu vậy, đập như vậy gần 20 cái. Nhưng mà đến thường người này người kia. Giờ sao? Thôi đậu quần đi ta. Nghe nè chứ, ăn đi, hỏi má đi, anh đâu có địch đâu. Tại má địch kìa. Cay quá. Bà nội mày. Bây giờ mình sẽ kết thúc video đây mọi người. Các bạn xem video mình có thể lại cho mình một like, một share, một subscribe kênh mọi người. Và nhấn vào chuông rồi đừng để bị nhắm nhất nha. Bye bye.